Xin chào thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em đang hoàn thiện nốt chiếc vang Theta K8A của chú em Thanh Hóa gửi đi căn chỉnh. Một dòng vang giá rẻ, bình dân. Nhưng mà nếu căn chỉnh tốt thì cũng có một chất âm khá hay, kể cả phần nhạc, phần mic, phần effect và phần sub. Thì em đang căn chỉnh thì có những cái phản hồi của các anh em khi mà mua vang số cũng như là gửi vang số đến căn chỉnh. Đây là một chú em mà ở Thái Bình có mua của em một chiếc vang số X12. Và em cũng đã có một video clip chia sẻ các anh em về cái vấn đề là chất súp ở trên chiếc X12. Thì cái ngày hôm đấy thì em căn chỉnh cho chú em này vào một cái bác ở Đồng Nai là sử dụng cho tinh chất ngoài trời. Chú em này ở Thái Bình đây. Đây các bác thấy rằng là đây là cái thiết bị của chú này đang sử dụng. Em cũng đã chia sẻ các anh em là khi mà làm súp hay, đầu tiên phải nói rằng chất súp đã. Đầu tiên phải nói rằng chất súp trên một chiếc vang số tốt cộng với cái việc cài hay, thì như vậy là căn chỉnh thêm delay thì sẽ là hay. Thì chú em ở Thái Bình thì em đã có một clip và em test thử cái chất súp của chiếc vang mà gửi cho cái bác ở Đồng Nai. Cái bác ở Đồng Nai là sử dụng cho tinh chất ngoài trời, hai đôi bát 30, hai đôi loa full bát 30 và một đôi súp 50. Thì hôm đấy thì em có test thử phần súp ở trên chiếc X12 và có chia sẻ với lại các bác anh em là khi mà chất âm ở trên một chiếc vang hay, chất súp ở trên một chiếc vang hay cộng với cái việc căn chỉnh và căn chỉnh thêm cái delay nữa thì là súp để đâu vẫn hay. Thì chính ra em cũng đã chia sẻ các anh em về vấn đề súp, đánh giá súp trên X12. Và đây là cái phản hồi của chú em. Chú này dùng súp 40 này. Và chú này có nói chuyện bởi vì chú này là rất là thích chất súp hay. Cho nên rằng là cũng đề nghị là tập trung vào làm cái phần súp ở trên chiếc vang số X12. Thì đây là cái súp của chú này. Chú em này ở Tiền Hải, Thái Bình. Đây súp đây. Đây là các chế độ em làm và hướng dẫn chú này về cách gọi. Gọi các chế độ mà từ số 5 đổ đi. Đây là chiếc X12 bán cho em Thái Bình và có gửi cho chú này một cái video clip để hướng dẫn chú này là gọi chương trình ngoại khiển, tức là trên X12 thì là 1 2 3 4, thế còn cái 5 là cái chọn cái nhạc đầu vào và cái 6 là cái mute. Thì trên dòng X12 bãi thì là gọi là 4 chế độ, thế còn hướng dẫn chú ý gọi bằng tay. Và đây là cái phản hồi của chú này sáng nay khi mà test thử chất âm của chiếc vang số X12. Đây là chiếc vang số X12. Đây, chú này có đánh giá về cái súp. Thì em nghĩ rằng là cái bác ở Đồng Nai khi mà nhận chiếc vang X12 em bán sử dụng cho tinh chất ngoài trời, chắc chắn rằng cũng sẽ hài lòng ý. Và một chú em nữa là gửi cho em chiếc DB-D9008 Plus. Và đây cũng là cái phản hồi của chú em sáng nay. Vừa mới sáng nay, chú này có test các cái chế độ em làm. Đây là chế độ làm ở trên DB-D9008 Plus. Và chú này có đánh giá về cái chất âm của dòng DB-9008. Đây. Thì đối với em là một người ngồi tại nhà, tại cái bàn này mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số khá hay như vậy, là vấn đề làm effect, là vấn đề làm effect chứ không phải là equalizer. Thợ mang máy móc đến nhà làm vẫn không đạt yêu cầu bởi vì cái effect làm chưa tốt. Có đo cái đáp tuyến của loa cũng không giải quyết được vấn đề, trong khi một chiếc vang số làm đến 10 chế độ. Ở trên chiếc vang số DB-D9008 này làm 10 chế độ. Và trên dòng vang số X12 cũng làm đến 10 chế độ khác nhau về âm sắc cũng như effect. Còn trên cái dòng vang số Theta này cũng làm đến 4-5 chế độ. Thì đối với lại các cái dòng vang số mà làm nhiều chế độ thì em vẫn làm cho các anh em là nhiều chế độ để các anh em sử dụng. Đây. Đây là một cái khả năng làm effect tốt thì làm rất nhiều loại vang số khá hay cho các bác anh em. Đây là một chiếc vang số hàng mới chính hãng của DB. Đây hàng mới chính hãng của DB. Chú em này là xem nào. Đây, chú này là sử dụng DB-9008 nhé. Chú này là sử dụng vang DB-9008 này.
DB9800. Cho nên đôi khi các bác anh em đi mua vang số ấy, các bác anh em như vậy là cứ xem ruột gan linh kiện với xem giải mã với lại vi xử lý. Nhưng mà quan trọng nhất là cái vấn đề làm FX ở trên vang số. Một chiếc vang số rẻ như là Theta đây, Theta K8A hay là Theta K6 đây ấy, nó chỉ hơn 1 triệu thôi, nhưng mà vẫn là hay. Chứ đâu có phải là như vậy là cứ mải ngắm nghía về ruột gan linh kiện. Bây giờ làm một chiếc vang số, các bác thấy rằng là ngày hôm qua là em nhận được chiếc vang số Theta K8A của chú em Thanh Hóa, làm cho chú em Thanh Hóa, mà ngày hôm nay em còn phải rà soát để mà trước khi gửi cho các anh em nó có một chất âm là hay nhất. Chứ đâu có phải là như vậy là tập trung vào live stream bán lấy nhiều, rồi là như vậy làm qua qua bà gửi hàng đóng hàng cho các bác anh em mà các bác anh em nhận được mà có kết quả tốt như vậy đâu. Các bác thấy rằng em còn rất nhiều vang số nhưng em lại không live stream, không bán ổ ạt, bởi vì là làm cái nào nó chắc cái đấy, và khi mình có uy tín rồi thì anh em tự tìm đến thôi. Bởi vì karaoke ấy, nó là cái sự tập trung, cái sự lan tỏa. Bây giờ anh em tập trung đến hát mà cảm thấy hay thì người nọ sẽ giới thiệu cho người kia. Đấy là một cái mà nó rất là quan trọng khi mà chúng ta giữ được uy tín của người làm vang số. Vang số nó khác với lại loa đẩy mic. Loa đẩy mic nó rất là dễ. Loa thì chẳng căn chỉnh cái gì cả. Đẩy cũng thế mà mic thì cũng thế. Nhưng trên chiếc vang số mà chúng ta biết làm tốt ấy, thì một chiếc vang số rẻ tiền vẫn có thể đáp ứng được các cái nhu cầu sử dụng của các anh em trên những cái bộ dàn mà nó chưa phải là đắt tiền. Giả dụ như Theta, Theta K8A hay là Theta K6, kể cả những cái đôi loa nằm như BMB hay là những đôi loa full không sáng tiếng, hoặc là những đôi loa mà nó lì tiếng bí tiếng, vẫn có thể là như vậy là làm được một chất âm khá hay, vẫn dễ sử dụng. Thế còn bây giờ các anh em mua một chiếc vang số không hay, hoặc là một chiếc vang số hay nhưng cài đặt không hay, kể cả là loa đẩy mic bao nhiêu tiền vẫn không hay, đấy là vấn đề mà cái chiếc vang số nó sẽ quyết định. Chiếc vang số sẽ quyết định. Bởi vì em cũng phải giới thiệu để cho con nhiều các anh em có thể là tin tưởng để mà mua vang, cũng như là tin tưởng để mà gửi vang số đến để căn chỉnh. Bởi vì một điều phải nói rằng là rất là khó tin là một người ngồi tại nhà, tại chỗ mà lại làm được vang số nhiều loại hay như vậy. Không phải một loại đâu nhá. Em làm thì kể cả là hàng mới, hàng bãi, bình dân đến cao cấp, rất nhiều loại khác nhau. Chứ không phải là như vậy là một loại, rất nhiều loại khác nhau. Rất nhiều loại khác nhau chứ không phải một loại. Nếu như bây giờ loanh quanh chỉ vài loại thôi thì không nói lên điều gì cả. Loanh quanh vài loại thì không nói lên điều gì. Nhưng mà rất nhiều các cái dòng vang số, kể cả là hàng mới, hàng bãi, bình dân đến cao cấp là làm khá hay. Làm khá hay. Kể cả những dòng vang số đời mới mà giá bình dân vẫn làm được khá hay. Đây là chú em gửi cho em chiếc vang số DB D9800. Thì rất là hay rồi đây. Và chú em ở Thái Bình như vậy là đây, để các anh em có thể là thấy được rằng như thế này, là đây là một cái video mà em cũng đã, đây, chính ra là cái hôm đấy em làm cho chú em này đây. Đây các bác thấy rằng là đây là cái video mà em có test thử chất súp ở trên chiếc vang số X12 để gửi cho các bác Đồng Nai. Và như vậy là có một cái video là chất súp hay, cài đặt tốt, căn chỉnh thêm delay, súp để đâu cũng khá hay. Đây là chính ra là như vậy là cái bộ dàn của chú em ở Thái Bình mà sáng nay chú vừa mới có nhắn tin cho em. Đây, sáng nay chú này vừa nhận được cái này. Đây, chú này là DB D9800 này. Chú này thì là X12 này. Chú này là X12. Chú này là X12. Đây, chú này X12. X12 em làm đến 10 chế độ. Cho nên rằng là nhiều khi các anh em đi mua vang số là các anh em như vậy là không nắm bắt được là cái quan trọng khi mà chúng ta cần là căn chỉnh vang số. Và như vậy là các anh em lại chưa tìm được cái người làm tốt cho các anh em, thì các anh em sợ vang số, các anh em sợ mua vang số. Cũng sợ cũng phải thôi, bởi vì bản thân các anh em là người sử dụng ấy, là rất khó tự mình căn chỉnh. Nếu không dựa trên cái nền tảng làm tốt của cái người bán hàng hay cái người căn chỉnh trước đấy. Hôm qua em có chia sẻ các anh em là cái dòng Chibat 660M cũng như là cái dòng Theta K8A này là như vậy rất khó căn chỉnh.
rất khó căn chỉnh. Đây em cũng đang làm trên phần mềm đây, rất khó căn chỉnh, cực kỳ là khó. Cho nên bản thân các anh em là người sử dụng là rất khó, nhưng mà tự mình căn chỉnh những chiếc vang số này. Cho nên các anh em phải tìm được cái người làm tốt về vang số thì các anh em sẽ nhàn. Và dựa trên cái nền tảng người làm tốt với nhiều chế độ khác nhau, các anh em gọi ra dùng thì như vậy là nó dễ dùng. Chứ còn nếu như bây giờ cái người bán hàng mà lại là để cho các anh em căn chỉnh thì em nghĩ là khó. Bởi vì cái trách nhiệm này là trách nhiệm của người bán hàng. Các anh em chỉ biết là gọi ra dùng thôi, tăng giảm về nhạc, về mic to nhỏ thôi. Chứ làm sao các anh em đi vào từng cái chi tiết trên một chiếc vang số. Cụ thể như dòng vang số này đây, các bác thấy rằng là đây là cái mục ở trong cái mục DBK. Nếu chúng ta mà đặt không đúng tầm ở đây thì nó không hay đâu nhé. Đúng dòng theta nó đặc biệt như vậy. Trong cái mục DBK hay là cái mục system ấy, mà đặt không đúng tầm nó không hay. Chứ làm sao các anh em như vậy tự mình căn chỉnh được. Thì đây nó cũng là những cái mà em cũng nghĩ là cũng cần phải chia sẻ các anh em. Một mặt là em sẽ bán được hàng. Cái hai nữa là các anh em sẽ chọn được cái người bán hàng và người cài đặt tốt cho các anh em. Thì các anh em sẽ nhàn đi rất nhiều. Và có lẽ rằng là nhiều các anh em còn nghi ngại trong cái vấn đề là như vậy là ngồi tại nhà, ngồi một chỗ mà lại căn chỉnh vang số hay. Thì em cũng phải giới thiệu để cho các anh em nắm được, để các anh em có thể là tin để mà mua hay là gửi vang số đến để căn chỉnh.